Ây yêu, xin báo cho lại cho lời cáo nha anh em. Hôm trước thì mình có nghịch ngu đấy anh em, dùng tay không, đấm tất cả mọi thứ, thì cuối cùng thì bây giờ nó chảy khớp rồi anh em ạ. Nghĩ cay thật sự nha anh em. Mình khuyên tất cả mọi người là không nên làm theo anh em ạ. Anh em xem này, bây giờ không là sinh tồn được, lại đói thối mồm rồi anh em ạ. Hôm trước cái video được bao tiền lít? Có 112.000 hộ. Cái tiền nó lắn lại khớp với tiền bôi thuốc mẹ quấn bằng keo ấy là hết 250 anh em. Cái tiền kia nó bù vào cái bằng khoáng. Sao hòa được? Nó. Mẹ nó nghịch ngu tí thôi gãy mẹ tay anh em ạ. Cho nó chết anh em ạ. Chết vãi, quá đẳng cấp luôn hộ, gãy luôn tay. Mẹ nó chưa anh em. Mình tưởng là đấm sân xét của mình có thể cất được cả thế giới. Anh ngờ gãy bố tay anh em ạ. Hôm nay lại bị đói thối mồm mới đi đây. Hôm nay thì ta định đi sinh tồn đấy. Nhưng mà bây giờ gãy tay sinh tồn kiểu gì? Chắc nhiều anh em cũng nghĩ là mình không thể sinh tồn đúng không? Mình mất tay lại nhưng mình vẫn có cái tay lại anh em ạ. Vẫn cứ tiếp tục đi sinh tồn cho em xem nha. Mặc dù bị què tay anh em ạ, nhưng mình vẫn còn cái mồm. Em xem này, thật thôi luôn. Đẳng cấp không? Kinh thế ôi. Nhưng mà đéo trúng. Mẹ lại xịt rồi. Hôm nay đói thối mồm mới đi đó. Tầm giáo có cất táo ngọc. Thấy không? Ừ. Mẹ ăn mình. Như hôm trước thì mình đã test cú đấm sấm sét cho anh em xem ấy. Hôm nay thì mình sẽ dùng thiết đầu công nha anh em. Ui ôi, tội nghiệp hậu vãi mọi người ạ. Nãy luyện thiết đầu công bây giờ nhõng cả đầu anh em ạ. Chán vãi, cũng chỉ vì đói quá thôi kiếm cái ăn mà trông giờ khổ sở này luôn ấy. Trông thương tâm thật, trông giờ gãy cả tay, lõm cả đầu. Tí giờ trông ngao ngáo đơ đơ cơ. Anh em ơi, anh em yêu quý Hậu thì anh em nhớ like, đăng ký kênh và comment ở dưới để ủng hộ cho Hậu nhé. Chứ thực ra những cái video của Hậu ấy rất là đầu tư về chất xám anh em ạ. Mới tội giờ ngáo. Thôi. Hiện tại thì mình còn rất nhiều đạn nhá. Ban đầu mình tưởng đây là một đàn cò, hóa ra ở góc kia là một đàn vịt anh em nhá. Tí vẫn nhờ một người ta lại đấm mình thì vỡ mồm mất anh em ạ. Chẳng nhẽ lại què mất cái tay bây giờ lại cụt mất cả mồm. Phiêu chuột vãi, bắn cái gì toàn xịt thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm một vài địa điểm mới để dùng cái lá cao su đấy săn chim anh em nhá. Chứ thực sự cái dìu của mình nó không hữu dụng trong cái việc sinh tồn ngoài ấy đâu. Mẹ, tí giả quần. Bất tỏ, tí giả quần. Tập này có cứ mẹ rồi. Hay quá. Hiện tại mình đang ở nghĩa địa nha anh em. Và trên đây là một lấm mồ không tên nha anh em. Chuột nó chui đến làm tổ anh em ạ. Ấy, nổ chuột anh em ạ. Nhưng bây giờ mình phải đào tung cái mộ ra thì mình bắt được chuột. Ôi, đang chuột rồi. Có cái mộ đấy, có bảo đào hang ra không bắt chuột đâu. Ôi dồi. Thôi. Mình phát hiện ở chỗ này khá nhiều chim nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến ra đây xem tình hình như nào nữa anh em ạ. Nếu mà có thì mình sẽ tỉa cho em xem thôi. Anh em xem kìa. Nhiều chim lắm nhưng mà chim nó hơi bé tí anh em ạ. Mình muốn tìm cò hoặc tìm cuốc mình bắn cho em xem ấy. Chào mào, chào mào, chào mào, dừng lại, dừng lại. Chào mào, chào mào, chào mào, chào mào, chào mào. Chú không? Khó trúng lắm. Anh em nhớ chào mào chứ. Không biết anh em xem được không. Mình cũng không tự tin vào khả năng của mình nữa rồi. Ui, mẹ ô trổ. Im nhá. Tao bắn chết này thôi. Ui chết. Đâu rồi. Mày, giật. Đâu rồi. Chưa rơi. Không rơi được. Đâu rồi, nó bay về chỗ này mà. Nó bay ở đây mà trúng mà. Ổn cái áo thật đấy. Vẫn là trên cây. Không, nó bay vào sang đây mà. Tao bắn trúng rồi nó bay. Mẹ đáo thật. Im. Ôi trổ. Viên đạn thứ hai trúng anh em mà không chết. Hay lực nhẹ quá nhỉ. Lưỡi nó kéo hơi nhẹ tí. Con này dính đạn rồi. Con này dính đạn mà không thấy đâu. Mày đâu? Hả? Xuyên ná. Đau quá. Phí vậy. Thực sự mấy anh em nhá, săn chim ở đây ấy rất là phê nha anh em. Đứng gần nó không bay đâu. Còn chim ở chỗ mình ấy là cứ đứng gần nó bay. Cái kiểu ở đây nó như vậy chắc là kiểu nó quen với môi trường ở đây rồi. Những cái chấm đen đen kia. Đấy, đây là tổ chim nha anh em nhé. Tí mình tìm ra vài con chào máu để bắn em xem thôi. Phát hiện ra đây có một đội cộng đồng fan nha anh em. Chào anh em nào. Ông năm nay bao tuổi rồi? 84. Ừ. Dạ. Cháu ở trên kia, cháu ở trên Bất Phí. Ở Bất Phí à? Dạ vâng. Cũng là ông ấy à? Vâng. Ông gì à? Ông biết nào? Vâng. Cái ông 84 tuổi đấy. Thế ông vẫn khỏe hay phết nhỉ? Thế sao là chuyến, sao không phải như là chuyến ở Phí à? À cháu người khác nhưng cháu ở đấy.
à? Vâng, cháu ở Hải Dương cơ, nhưng mà cháu ở làng Bất Phí. Thằng nào cơ ra xíu không phải xíu. À, thì ông vẫn còn nhớ lắm. Ông 84 tuổi rồi mọi người nhé. Ông còn mình thấy ông rất là khỏe nha. Vẫn ra vườn làm đồng các kiểu đấy ngay. Ok anh em nhá, nhân tiện hôm nay ra bán chim em ạ, gặp được cô em này. Đây, em chào mọi người phát nào. Em chào mọi người nhá. À, hôm nay sẽ ôn lại tuổi thơ tí anh em ạ. Cũng hứa với anh em nhiều video quay diều ấy. Hôm nay mình đã test xem nhá. Hiện tại khá xa rồi, cách vô máy quay tầm 100m đấy. 1, 2, 3. Hiện tại là mình mắc cái GoPro ở trên đấy, chắc cái cảnh ấy thì mình không biết đâu. Để trước về nhà mình xem như nào. Đấy, cái kéo cái rìu nhỏ nhỏ thôi anh em ạ. Nó giải trí tí anh em, nhưng mà gió to cũng căng phết nha anh em. Từ từ, kéo rìu đâm chết người ấy. Không sao. 20 phút. Thôi, thế hôm nay có đói thối mồm không? Tầm giờ đã ngăn. Cút ngưỡng ngăn. Đói thối mồm rồi, tay đâu? Ê, mày cứ suy sinh tồn. Thế mà giờ tao đói, tao cũng cháo gì ăn. Mẹ nó hôm nọ, chả biết thế nào anh em ạ. Ở nhà sĩ bốc phép tí, đấm được tất cả mọi thứ. Thế, bị đấm cả sắt thôi. Thế mà sao gãy bố tay. Tiền. Tao bảo mày rồi, mày cứ thể hiện làm gì. Tao muốn ra ngoài đi mà. Thế mà què cái tay. Gãy mẹ tay. Chảy khớp thôi. Một hai hôm nó khỏe mà. Nó bị chảy cái khớp này thôi. Không đấm này kỹ thuật tí. Một hai hôm thì tao chết đuối rồi. Yên tâm. Chơi bạo cáo không bao giờ sợ chết đuối anh em ạ. Nhưng mà hôm nay đuối thối mồm nha anh em. Thấy gì vậy? Ui, ngon phết rồi. Đừng có đùa với tao. Hoa chuối xanh ăn là được rồi anh em ạ. Ok anh em, tới giờ điểm bây giờ đói thối mồm rồi anh em ạ. Đi đây. Hả? Tao thấy nhà này khá giàu đi. Thôi, thay vào xin cũng rén không? Thôi rồi, hôm nay thì em bỏ cái sĩ diện, bỏ cái tội mình xuống em nhá. Vào đây xem có khai quật cái gì không anh em ạ. Chứ bây giờ ấy, sĩ diện mà chết đói thì cũng nhục anh em ạ. Thôi, thà lo bụng mà nhục tí không sao, đi vào đây. Đi. Mẹ nhà to, nhà này kiểu gì cũng nhiều đồ ăn. Đi, tao xin. Má, cô người ạ. Bác ơi, chị ơi, qua nhà không ạ? Cho cháu xin bát cơm, cháu đói quá. Cháu đói thối mồm đúng có ăn ngay rồi. Ui giời, ui giời ơi, ui giời chuột ơi. Ui. Hết hồn luôn rồi. Tao không ngờ, có thể đến lúc tồi tàn nhảy đi ạ. Ôi sao ăn trực khổ đi hiểu. Đâu biết. Hôm nay xác định này đuổi thối mồm nha anh em. Cho nó chết đi kìa ơi. Ui ôi, hộp nó chết vãi. Nếu các bạn cảm giác là hay nhưng mà lên kênh ủng hộ cho hộp cáo nha. Hiện tại các bạn ở như hộp cáo cho anh em, bye bye. Chào anh em nhá. Hay quá, xin luôn. Hello, đi đâu đây? Em đây, Loan đây. Xin luôn này nhá. Em mẹo. Dung ơi. À, đây, xin miếng. Xin miếng cho anh em tình cảm, xin miếng đói quá. Xin miếng. Con ơi. Xin nó nữa nhá. Này cho ăn tí xíu. Đâu. Xíu. Nhiều đấy. Khai quật được đội này nhiều nước ngọt phải anh ạ này. Chúng nó vừa liên cỗ về mà anh. Liên cỗ về. Vừa đây. Cho xin nó. Cho chú xin nó. Ừ. Cho xin. Cho chú nhá. Thế thế thơm chú ạ. Đi đi. Đi. Ăn gì chả này. Anh xin nhá. Đấy gọi chú xin lại. Đi đi đi. Thôi cho xin mỗi cái thôi. Em ăn rồi. Thôi mày.